Alo, Vika chào mừng tất cả anh chị em đã đến với diễn đàn giấc mơ vào bờ.com. Thì ngay lúc này đây thì Quang Anh cũng xin gửi lời chào, lời chúc thứ nhất đến toàn thể anh chị em ta và chúc cho mọi người luôn luôn có được thật nhiều niềm vui và may mắn mọi người nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng vào với bên trong diễn đàn và cũng như là xem lại kết quả của ngày hôm nay. Mở đầu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với phần kinh nghiệm mặc nhớ dành cho ngày 11 tháng 6 này. Đầu tiên thì vào với bên trong diễn đàn thì chúng ta sẽ cùng kéo xuống với bên dưới nữa này. Đây thì phần kinh nghiệm mặc nhớ thì nằm ở phần số 3 miền nhé. Đây thì anh em có thể là thấy ở trong này có cực kỳ là chi tiết. Ví dụ như ngày 11 tháng 6 vừa rồi thì cũng đã lên cho mọi người. Hôm đấy thì hôm qua thì cũng đã gửi tới cho mọi người đó là cặp bạch thủ lô 35 và song thủ lô là 2332. Thì nói chung là tính đến lúc này cặp bạch thủ lô 35 ngày nay thì hơi tiếc không về, và tương tự như thế thì cặp 232 cũng ngày nay chưa về mọi người nhé, hơi đáng tiếc một chút nhưng không sao. Thì nói chung là phần mặc nhớ này nó cũng sẽ có một cái tỷ lệ nhất định là có ngày rơi ngày vãi, ví dụ như những ngày hôm trước nữa thì ăn bạch thủ và song thủ rồi và ngày nay thì nó không về. Rồi thì bỏ qua phần này, chúng ta sẽ cùng vào với bên trong thế nào, đến với những mảng chốt khác. Đầu tiên thì với những mảng chốt cơ bản, chúng ta sẽ cùng đến với bảng số VIP trong ngày hôm nay. Với bảng số VIP ngày hôm nay thì chúng ta có MC Bảo Long. Vâng, thì để xem là MC Bảo Long ngày hôm nay thì có gì đặc sắc không mọi người nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lướt qua một chút xem là ngày hôm nay thì cao thủ này có được cặp nào không. Và ngày hôm nay thì rất là rực rỡ trên bộ đề. Dàn đề 36 số thì cũng đang được cặp 60. Và ngoài ra thì cao thủ này cũng có được xem nào, mình nhìn qua một chút nào. Vâng, vậy là ăn được duy nhất là được dàn đề 36 số mọi người nhé. Đến với người chơi thứ hai thì chúng ta có thể thấy được ngay ở đây là ngày hôm nay xem nào. Hôm nay thì cao thủ này lại phong độ hơi kém một chút khi mà chưa có được những kết quả khả quan. Được rồi, thì đấy là về phần bảng chốt VIP. Đến với cái bảng chốt thứ hai, đó là bảng chốt top 1 cho ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có hai cao thủ, đầu tiên là Thanh Lô Thần Đề. Với Thanh Lô Thần Đề ngày hôm nay, vâng, thì ngày hôm nay thì hơi đáng tiếc một chút khi mà chốt 001 thì ngày hôm nay thì đầu không thì chỉ về được một cặp 04 thôi. Và về phần song thủ lô 55 với lại 00 cũng không, chưa, chưa 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 có. Tiếp theo thì cao thủ này thì lại rực rỡ ở phần bộ đề hơn. Dàn đề 36 số cũng tương đương là đã được cặp 60 rồi nhé. Đây thì đang là cặp 60. Còn riêng về những phần dàn đề 4 số giải 7, xem là 4 số giải 7 đấy không ạ, và cũng như là đến với người chơi thứ hai Bắc Cường Phong thì anh em có thể thấy luôn là đối với người chơi này thì đã nổ luôn trong cái phần sau thủ lô được cặp 57 mọi người nhé, được cặp 57. Xin chúc mừng cao thủ Bắc Cường Phong một lần nữa. Và sơ lược qua một chút về phần ba càng lô, xem nào, ba càng lô cặp 57 này chính là về vào giải 7 rồi thì, sẽ không có phần ba càng nữa nhé. Xin hai, vâng, như vậy là không có. Và kết thúc lại ngày hôm nay thì cao thủ Mắc Cư Phong cũng đã giúp cho anh em nổ rực rỡ trên cái đường cầu song thủ lô được một cặp 57 rồi nhé. Và tổng hợp lại ngày hôm nay thì đối với những bảng chốt cơ bản của các cao thủ, anh em nào mà đi qua thế hay các cao thủ mà chốt đúng với cái sở thích và cũng như là trùng máu với anh em thì anh em có thể để lại một lời cảm ơn nho nhỏ hoặc là một vài câu chúc dành cho các cao thủ ngày mai để mọi người, những anh em trên diễn đàn có thể tiếp tục đưa ra cho mọi người được những cái con số nó chuẩn chỉ hơn và cũng như là đưa ra cho anh em những cái nhận định nó sâu sắc hơn nữa mọi người nhé. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng đến với phần lô khung.
À, xin lỗi anh em, à, trước khi đến với phần lô khung thì chúng ta sẽ cùng đến với bảng chốt cao thủ dành cho ngày hôm nay nhé. À, với hai người chơi tiếp theo đó là Zakalo tiên sinh thì chúng ta cùng check qua một lượt Zakalo tiên sinh xem nào. Như vậy là hơi đáng tiếc cho Zakalo tiên sinh khi mà ngày hôm nay thì chốt 161 thì về 060 trên dàn đề 10 số này. Tương tự đối với dàn 64 cũng như thế và dàn 36 cũng như thế nốt. À đây, dàn 36 đã về được một cặp được bộ đề 36 số đã về được cặp 60 rồi mọi nhé. Dàn 64 số cũng tương đương. Tí nữa thì bỏ qua mất sơ sót anh em lại nói chết. Được rồi. Đến với người chơi thứ hai thì chúng ta sẽ có cho nào. Thủ lô là 22 à, trong thủ lô là 7337. Ồ, thế xin chúc mừng các thủ này đã ăn được một cặp xong thủ lô cặp 73 này. Và về phần lô xiên mình check có một lượt nhé, hơi đáng tiếc khi mà cặp 75 không về. Và về phần ba càng lô thì sau khi mà mình đã báo qua một lượt thì về càng một mình về trong giải nhất giải 2.1 2.2 về cặp ba càng lô là 1.13 nhưng đây càng một có. Tiếp đến nữa thì chúng ta sẽ có đó là một phần dàn đề 10 số không có này, 36 cũng tương tự. Và thì đấy là khép lại những cái bảng chốt cơ bản ngày hôm nay. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những cái bảng chốt mong đợi anh em, đó là về phần lô khung và cũng như là về phần dàn đề. Đây, ngày hôm nay thì lô khung ngày hôm nay thì đã ăn được cặp 4664 nhé, đã ăn được cặp 64 cho ngày thứ hai và đã có tổng số lãi tính đến ngày hôm nay sẽ là 1.350.000. Nói chung là nó cũng không thấm tháp vào đâu và cũng như là cái số tiền thưởng nó không lớn lắm nhưng mà tích kiểu thành đại thôi. Nếu như anh em trong cái mấy cái ngày hôm nay mà nó hơi về không đều một chút nhưng mà anh em theo đều, ví dụ như những ngày hôm trước này 6776 này ăn ba nháy 76 ngày hai này là tổng số lãi là 6.2 này đấy, thì nó sẽ những ngày như thế nó sẽ bù lại. Và quan trọng hơn hết là cái bảng này anh em phải chơi phải ổn định mà cũng như là phải có tâm lý thật là vững. Cơ bản thì cái bảng này thì chơi nó cũng rất đơn giản thôi. Ngày thứ nhất là 10 số là 10 điểm trên một số, ngày thứ hai anh em bỏ ra cho mình là 30 điểm trên một số thì cuối tháng mọi người sẽ nhận được cái phần lãi lãi tương tự như là tháng 5 vừa rồi này. Như tháng 5 vừa rồi đây thì tổng số lãi là 11 triệu 900 nghìn, tức là khoảng 12 triệu. Và thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với dàn đề 3 chạm 51 số dành cho tháng 6 này. Và 3 chạm 51 số thì đối với những anh em nào còn đang lạ lẫm thì mình cũng xin nhắc lại là 3 chạm này ở tổng 3 con số này anh em đưa ra được 51 con số ngẫu nhiên không trùng nhau nhé. Và các chip chơi đó là 100.000 trên mỗi một cặp thì ngày hôm nay lại tiếp tục ăn đề và ăn được cặp 60 ở trong cái chạm 1.6 và chạm 8 này thì đã được phần chạm 6 anh em nhé. Và tổng số lãi ngày hôm nay là 4.8 triệu. Xin chúc mừng mọi người một lần nữa đã tin tưởng và đã chơi theo về phần dàn đề 3 chạm 51 số này. Tiếp theo thì mình cũng xin mời anh em cùng tổng hợp lại kết quả của phần trả thưởng trong ngày hôm nay, của phần của bảng giải thưởng giải quyết đoán ngày hôm nay nhé. Giải quyết đoán ngày hôm nay thì chúng ta cùng check qua một lượt xem ngày 11 tháng 6 này thì sau khi kết thúc thì những ai là những cao thủ nào là những người có những con số may mắn nhất trong ngày hôm nay. Đầu tiên thì với tổng số điểm 38 điểm và cộng hai số đẹp 93 đã chiếm trệ trên vị trí top 1. Top 2 và top 3 thì có số điểm nó không quá nổi bật. Và mình sẽ tổng hợp lại người chơi top 1 này với số điểm ấn tượng nhất xem là vì đâu mà lại có số điểm này nhé. Đầu tiên thì chúng ta cùng nhìn qua một lượt với tổng số điểm 38 này thì người chơi này thì đã ăn một cặp bạch thủ lô hai nháy nhé. Đây, bạch thủ lô hai nháy này. Và về phần song thủ lô này thì đã ăn được cặp 21 là đã ăn được một nháy. Về phần xiên hai này thì đã ăn được cặp 1 21 58 này.
Và cũng như là sau khi mà tổng hợp lại kết quả, chúng ta có thể thấy bạch thủ lô cộng 10 điểm trên mỗi một nháy, thì ở chỗ này sẽ là được cộng 20 điểm. 20 điểm cộng với sông thủ lô đó là 5 điểm đấy, là 25 điểm. 25 điểm cộng với một cặp xiên thì sẽ ăn phần thưởng là 45 điểm. 45 điểm. Sau cái đó chúng ta sẽ cùng tính qua một lượt. À, 45 điểm cộng với sông thủ lô này hai nháy nhé, và sẽ là 50 điểm nhé. Xin lỗi anh em, chứ không phải là 45 điểm, là 50 điểm sau khi mà anh em trừ đi cho ba cặp này, cặp xiên 2 này, là cặp 3 này và cặp xiên thứ 3 này, thì cộng với cả ra đề 10 số này nữa, thì anh em sẽ trừ đi cho 12 điểm. Và 50 trừ đi cho 12 thì tất nhiên là sẽ còn lại 38 điểm thưởng cho mọi người rồi. Thì cũng xin chúc mừng cao thủ một lần nữa, và những em từ vị trí top 4 trở đến xuống top 10 thì sẽ được may mắn nhận thưởng ngẫu nhiên bất kỳ hai người, phần thưởng là 300.000. Còn đối với những người chơi ở trên top đầu này, ba người chơi trên top đầu này thì sẽ được nhận được phần thưởng tương đương trị giá nó là 700, 550 và 450.000. Thì đấy là một vài thông tin mình muốn gửi đến cho mọi người. Và mình cũng xin nhắc lại là để mà vào được bên trong chơi được những phần thưởng hấp dẫn như thế này thì sẽ có nội quy như sau. Đầu tiên là anh em phải là thành viên của diễn đàn Giấc Mơ Vào Bờ. Và thứ hai là anh em phải đăng ký tài khoản của nhà cái Vận Đỏ 88.bet nhé. Còn như là đấy là một vài thông tin. Thì đây, dưới đây đang là quy tắc cộng điểm và cũng như là quy tắc trừ điểm này. Đây, ví dụ như vào bên trong anh em sẽ nhập xuống chốt này thì nó sẽ có những con số tương đương. Đây, bảng chốt, nhập số chốt, nó sẽ có từ sông thủ lô, bạch thủ lô thì bây giờ mình có nói với anh em rồi ạ. Và sau đây thì mình cũng xin mọi người bỏ ra vài giây để mình giới thiệu lại một chút về cái quy trình và cũng như là cách thức tham gia giải thưởng này. Thì đầu tiên để có được tài khoản của diễn đàn thì anh em phải vào bên trong đăng ký, và đăng ký như thế nào thì mọi người cùng theo dõi nhé. Đầu tiên thì anh em vào bên trong một mở một cái tab mới và nó sẽ có cái giao diện như thế này. Mọi người vào phần đăng ký, sau đó liên hệ với anh em mình qua Facebook, qua Zalo và cũng như là qua Telegram. Sau đó thì anh em sẽ để lại nội dung tin nhắn, đó là cấp tài khoản diễn đàn. Và đây đã nêu rõ một số điều kiện để anh em có thể là cấp tài khoản diễn đàn như sau. Đầu tiên thì mọi người phải đủ 18 tuổi trở lên và cũng như là đăng ký trước ở tài khoản nhà cái Vận Đỏ 88.bet. Thế làm sao để đăng ký được tài khoản nhà cái này? Thì đây là cái link đăng ký. Đây, link đăng ký này đã có ở dưới phần bình luận của video thì mình đã ghi ở bên dưới rồi. Anh em chỉ cần kéo xuống bên dưới video một phát là nhìn thấy luôn. Tiếp theo thì mình giới thiệu qua về nhà cái này. Đây là một trong những cái cực kỳ uy tín, có thể nói là uy tín nhất hiện nay, đang tài trợ chính cho diễn đàn Giấc Mơ Vào Bờ, hoặc như là toàn bộ những giải thưởng và cũng như là những cái giải ngày, giải tháng thì đều do nhà cái tài trợ hết. Và bên trong diễn đàn, bên trong nhà cái thì có những giải thưởng cực kỳ là uy tín cũng như là chất lượng. Thì mình ví dụ ở đây có một cái bảng thống kê nho nhỏ dành cho anh em muốn biết chi tiết tường tận từng cái mốc giải thưởng. Ví dụ như là ở bên trong nhà cái thì sẽ có lô hai số hai đầu này, lô hai số 1K này, đây thì sẽ có tỷ lệ ăn tương đương. Thì mọi người có thể là click vào bên trong và nhìn chi tiết. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với cái phần khuyến mãi dành cho anh em lần đầu tiên nào. Thì mọi người sẽ được thưởng tối đa là 500.000, dành cho những anh em nào là từ 5 triệu trở lên thì sẽ được phần thưởng là 500.000. Và ngoài ra thì sẽ có những cái chương trình giới thiệu bạn bè, nhận quà. Giới thiệu một người thì sẽ được là 100.000, và giới thiệu 30 người thì sẽ được là phần thưởng là 6 triệu 8 mọi người nhé. Thì đấy là một vài thông tin. Và ngoài ra thì tài khoản của nhà cái và cũng như tài khoản của diễn đàn sẽ liên kết với nhau, nên anh em yên tâm là mọi cái tính xác thực minh bạch sẽ được ở bên diễn đàn cực kỳ là đảm bảo cho anh em. Vâng, thì trước khi kết thúc video thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại đối với phần kinh nghiệm bậc nhớ dành cho ngày mai. Trước tiên thì mình cũng xin mở lại dành cho ngày 12 tháng 6 nhé. Dành cho ngày 12 tháng 6 này thì chúng ta sẽ có như thế nào? Bạch thủ lô là được cặp ngày mai sẽ là cặp 31 và sau thủ lô 3443. Thì kinh nghiệm đề ra đánh lô gì ngày hôm sau dành cho ngày 12 thì anh em nhớ chú ý theo dõi nhé.
Và những phần nào anh em chưa biết, chưa hiểu thì có thể là để bình luận với video. Mình cũng như là những anh em khác trong diễn đàn sẽ ủng hộ mọi người và sẽ chủ động nhắn tin kết bạn và giúp đỡ anh em trong quá trình lập tài khoản và tham gia chơi. Lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đang xem video và chúc anh em chị em ta luôn luôn có một buổi tối thật là nhiều niềm vui nhé mọi người nhé. Chào tạm biệt tất cả anh em.